Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 1, tại số 750 Nguyễn Kiệm, Hội đồng điều hành Học viện đã họp phiên toàn thể trao đổi một số nội dung quan trọng của Học viện trong thời gian sắp tới. Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện. Mở đầu phiên họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Viện trưởng, Tổng Thư ký Học viện đệ trình báo cáo dự thảo công tác tổ chức khóa huân tu 10 và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bắt đầu từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 âm lịch. Nhân đây, Thượng tọa cũng xin ý kiến chỉ đạo thời gian tổ chức lễ tốt nghiệp và thời gian tổ chức tuyển sinh cử nhân Phật học khóa 18 năm 2023. Liên quan công tác tổ chức hội thảo kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện cho biết, theo như kế hoạch dự kiến, hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại cơ sở 2 Học viện. Đến nay, ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bài tham luận khoa học xoay quanh nhiều chủ đề: phong trào Phật giáo năm 1963, Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, nguyên nhân, bản chất và giá trị, Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu và sự chuyển đổi xã hội Việt Nam, Phật giáo đồng hành cùng đất nước trong sự nghiệp đổi mới, góp phần làm phong phú thêm nội dung của hội thảo. Nhân đây, Thượng tọa cũng thông tin đến Chư Tôn Đức, Hội đồng điều hành, thời gian tổ chức buổi gặp mặt ký kết hợp tác giữa Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và Phái đoàn Phật giáo Mông Cổ trong thời gian sắp tới. Tiếp đó, Thượng tọa Thích Đồng Văn, trưởng phòng sau đại học báo cáo kết quả tuyển sinh tiến sĩ năm 2023. Qua đây xin ý kiến thống nhất của Hội đồng điều hành về thời gian tổ chức đợt tuyển sinh này. Sau khi nghe qua các báo cáo, Chư Tôn Đức Hội đồng điều hành lần lượt cho ý kiến đóng góp hoàn thiện các dự thảo, kế hoạch được trình bày. Phát biểu kết luận phiên họp, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng tổng hợp các ý kiến của Chư Tôn Đức và chỉ đạo các nội dung quan trọng được thảo luận. Hòa thượng mong muốn hội thảo kỷ niệm 60 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức vị Pháp thiêu thân sẽ thành công tốt đẹp, cúng dường lên Tam Bảo và Bồ Tát Thích Quảng Đức nhân kỷ niệm 60 năm ngày diễn ra sự kiện lịch sử này.